vậy hả? Em không ngờ, bình thường đấy, nó bình thường với mình đúng không? Xong ví dụ nó em hết hồn kiểu bất ngờ luôn mà. Dự đúng không? Đúng rồi. Ôi trời ơi, cái đợt đó nó giật bờ người ta đó. Cái gì vậy mẹ? Đúng không nào? Chứ mới hỏi mày đúng không? Nhưng mày hỏi đúng không về cái nội dung gì? Chuyện linh tinh thôi, mày đúng không? Có không? Đúng không? Dễ sợ vậy? Nó đánh mẹ nó với chị. Em không ngờ vậy mẹ luôn. Hỏi mày sao mày, mày nói đúng mà. Nhưng mày hỏi đúng không là hỏi về cái nội dung gì, câu chuyện gì? Tao nói mấy chuyện linh tinh, mày trả lời sao không quan trọng, không linh tinh lệ, không liên quan tới mày. Mà đúng không? Không liên quan tới tao phải không? Không. Đúng. Chị nó trốn nợ chị. Má không có trốn nợ, không mượn nợ luôn á. Tao mới hỏi mày sao mày nói đúng. Đúng. Em nói đúng. Nhưng mà quan trọng là đúng không là mày có nội dung gì, câu chuyện gì? Mấy chuyện linh tinh em phải hỏi cái chuyện gì thì nó mới đúng được. Em hỏi mấy chuyện linh tinh thôi hả? Hỏi cái chuyện linh tinh mà. Có ảnh hưởng tới tao không? Không. Có liên quan tới tao không? Không. Ờ thì đúng. Thì đúng. Nó thấy ghê lắm chị, dễ sợ rồi. Bữa nó 6 chị luôn biết không? Gì ghê hả? Tao giả vô mặt mày bây giờ nè. Cái gì vậy? Tao. Tự nhiên mày hỏi đúng không? Cái nội dung gì? Trả lời đúng xong một câu chuyện hoàn toàn khác luôn. Nhưng mày tưởng tượng mày đặt điều vậy tao. Không đặt điều, mà trước tao hỏi mày có đúng không? Mày nói đúng. Nhưng mà trọng ra là những chuyện linh tinh, không có rõ nội dung, không ảnh hưởng tới tao, không liên quan tới tao, mà hồi dưới tới tao hết nè. Nhưng mà sao mày trả lời đúng? Vấn đề là tại mày, tao hỏi mày mà. Đúng rồi. Quan trọng mày hỏi đúng. Quan trọng nó hỏi em đúng không? Mày trả lời đúng nhưng em đâu biết tại sao có chuyện đúng không? Mày đặt điều tưởng tượng về cái gì mà trả lời đúng không? Nhưng mà trước đó mày tưởng tượng về cái gì? Nhưng mà nó nói đúng rồi thì em cứ tưởng tượng vậy gì mà em nói đó là đúng. Thì em chỉ hỏi nó đúng không thôi. Thì quan trọng có đúng không, nó không rõ ràng nội dung, cái đúng không mà nó không rõ ràng về câu chuyện, sao mày đặt điều mày hiểu không? Cái tưởng tượng mày nó khác hoàn toàn với tao đang nghĩ lúc mình trả lời đúng. Nhưng mà hồi câu chuyện đặt điều người ta, tự nhiên nói tao đúng rồi em đặt điều sao? Vậy thì vấn đề nó đang nghĩ cái gì khi nói đúng rồi nó đúng. Nhưng quan trọng có lúc mày hỏi đúng không? Mày đang nghĩ cái gì? Quan trọng có lúc mày hỏi đúng không nó nghĩ cái gì cái đã. Nhưng mà mày nghĩ cái gì đúng không? Đúng rồi, nghĩ gì? Điều đó là mình hỏi tụi em nghĩ. Em hỏi mất tao nghĩ thì em hỏi mấy chuyện linh tinh thôi. Mày hỏi chuyện linh tinh không liên quan tới tao. Không, hỏi chuyện linh tinh. Không ảnh hưởng tới tao. Không. Mày đồn tao trốn nợ, đồn tao giật bồn, đồn tao chửi buka đủ thứ trật trội. Nhưng mà đúng không? Đó, quan trọng là phải hiểu đúng không? Với lúc mày hỏi đúng không đang nghĩ về chuyện gì? Sau khi mà tao trả lời cái câu hỏi đúng không của mày tao mới biết là chuyện nó khớp với mày hay không. Vậy thì sau cùng là đúng không hay luôn đúng? Cuối cùng là đúng không? Không. Không đúng hả? Đúng sao để cho mày kể? Thì em hỏi đúng không nó đúng. Nhưng quan trọng hỏi đúng không tao không biết hỏi mày đâu có dung gì. Thì ai mà biết mày nghĩ cái gì? Ai biết mày hỏi cái gì mà tao cho nó nghĩ. Thì tao chỉ hỏi đúng không, mày trả lời đúng hay là không đúng. Thì quan trọng mày hỏi đúng không được chuyện gì tao mới trả lời đúng hay không đúng được. Vậy còn đúng không? Hình như câu chuyện phải lặp lại đó hả? Nhưng quan trọng là hỏi đúng không cái chuyện gì nè. Hỏi đúng không cái chuyện gì? Cái chuyện linh tinh thôi. Mày tưởng tao thôi, không ảnh hưởng tới mày. Có liên quan tới tao không? Không liên quan tới mày. Mày trả lời như thế nào không quan trọng, không thành vấn đề. Thì đúng. Ghê lắm. Hôm bữa tao đốt sân khấu vậy. Ủa mày đây hả? Trời ơi, là sao có trả lời đúng không? Em trả lời đúng là câu chuyện hoàn toàn khác, hoàn toàn ảnh hưởng tới em, hoàn toàn liên quan tới em không có. Sao mình tự nhiên sao cô trả lời đúng rồi mình để chuyện khác là sao? Vậy thì nó có thể hoàn toàn chuyện không mà. Em có thể trả lời không mất thì em trả lời đúng. Nhưng quan trọng đó là không ảnh hưởng tới em trả lời đúng. Vậy bây giờ đúng không? Mày hoàn toàn có thể trả lời không. Nhưng nếu trả lời đúng được ảnh hưởng gì tao không? Không, mày trả lời không cũng không ảnh hưởng gì luôn. Có gì mà tao không? Không. Không bị gì đúng không? Không. Vậy là đúng không? Thì đúng. Đó, thì nói không? Tất cả những chuyện nói nó đúng mà nó thừa nhận là đúng. Thì ghê đó, thừa nhận rồi. Là nó vừa giật chồng, nó vừa trốn nợ đánh. Quan trọng là khúc này hoàn toàn liên quan tới tao. Tức là khi mày hỏi đúng không, tao không biết trong đầu mày đang nghĩ gì mà sau khi tao trả lời câu hỏi đúng không của mày là câu chuyện hoàn toàn liên quan tới tao hết. Nãy giờ tao không đề cập tới tên Dự. Tao chỉ dùng từ nó thôi. Mày nói là sau khi mày hỏi tao trả lời nói liền thì cái nói liên quan tới câu trả lời đúng của tao. Nhưng nó không phải là mày. Nó là một nhân tố bí đỏ. Làm lại hỏi đúng không đi. Bây giờ làm lại nhức đầu quá. Bây giờ kể chuyện nó có liên quan tới em chị. Bây giờ đây chị thật sự tức quá. Bây giờ lại nè câu chuyện ngay từ đầu nè. Thấy ghê lắm chị. Em không ngờ bình thường nó đối xử chuyện vậy đúng không? Đúng rồi. Mà sao nó là một câu chuyện khác luôn. Ghê vậy. Vợ đúng không? Đúng không? Đúng. Chị thấy chưa? Nó vượt đúng không? Đó, quan trọng tại sao trả lời đúng mà dùng từ nói tức là phải ám chị tao. Tao không ám chị mày. Lúc em nói từ nó chị nghĩ ai? Nghĩ nó đó là chỉ chứ phải tại tao là tự chị nghĩ chứ không phải tại nó đâu. Chị nghĩ em nhưng mà thì tại nó nói chị nghĩ đó em. Không phải nhắc chuyện dự tao chị nghĩ em thì tại nó nói câu chuyện trước đó là liên quan tới em thì chị nghĩ em. Ủa trước là trước sau là sau hiểu không chị? Tại em nói đúng tại vì em nói đúng thôi. Em có nói là em có mặt trong câu chuyện đó không? Em nói đúng thì chị tưởng là nó nói là chị tưởng em. Tại chị nghĩ tại chị nghĩ tại chị xấu tính. Rồi tại chị nghĩ. Tại trong đầu chị ám tỷ là em là người xấu sẵn rồi. Không, tại nó nói. Nó nói chữ nó không có chữ giật. Đúng rồi, chị nói vậy. Nhưng mà trước đó trả lời đúng. Em trả đúng đâu, em nói là đúng thôi, em nói là em có giật nợ, có giật chồng, em có làm gì đâu. Nhưng mà nếu em trả lời không thì chị đâu nghĩ em trả lời đúng. Ok, trả lời không thì hỏi lại đi. Nè, em hỏi nè. Vậy á, vụ đó đúng không? Đúng. Đúng không Dự? Không. Đó, nó hoàn toàn không nói sự thật. Đó theo tôi giải về mặt mà liền luôn đó. Đó, cái đường nào cũng lẻo trong trong con rắn độc bò vô sa mạc hiểu không? Mày bò vô lòng làm đau lòng tao. Nó không nè, nó xấu, chuyện đáng buồn không có buồn cười. Nhưng cái vấn đề hiểu gì vậy? Tao không phải xấu về mày, không có nói về tao nhưng mà mình tao trả lời đúng, tao cũng không có tội, trả lời không, tao cũng phạm lỗi. Nhưng mà tại sao mày nói tao là con rắn độc và bò vào lòng mày đau lòng mày? Tao là một con người. Thôi thôi nè. Mày không bò vô lòng tao, mày bò vô lòng thiêu cho thiêu mày chết luôn đi. Khoan cho tao nói cái được không? Thôi vấn đề bây giờ cái vấn đề này đúng nè. Tao bị trễ tù rồi. Để cái gì? Nhưng mà không, cái vấn đề là bây giờ là tốt nhất là đừng nên dự chuyện nè. Tốt nhất là để tù nữa kìa. Không, chị chưa ra đâu, anh bằng ra chị mới ra, anh bằng còn ngồi quay mà. Quay